Không còn là tin đồn, vụ Varane tới Man United sắp thành hiện thực. Manchester United rất cần thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý hè này sau khi hoàn tất chữ ký của Jadon Sancho. Man United đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng sau khi chiêu mộ thành công Jadon Sancho và Tom Heaton. Đội chủ sở Old Trafford không dừng lại ở đây. Huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer lên kế hoạch bổ sung ít nhất 2 hoặc 3 tân binh nữa. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi Man United đạt tham vọng vô địch Premier League mùa giải mới. Một trong mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ Đỏ chính là Raphael Varane. Theo mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thương vụ này đang tiến triển theo hướng tích cực cho Man United. Cụ thể, Romano khẳng định Varane đang tiến rất gần đến Man United hơn bao giờ hết. Lời đề nghị chính thức từ đội chủ sở Old Trafford gửi tới Real Madrid cho Varane sẽ được đệ trình trong vài ngày tới. Bánh đạo Man United tỏ ra rất tự tin và cho rằng thương vụ sắp thành hiện thực sau khi đội bóng có cuộc tiếp xúc trực tiếp với phía Real Madrid, dù bản hợp đồng chưa hoàn toàn hoàn tất. Kế tiếp, Varane có một thỏa thuận gần như sẵn sàng với Man United về các điều khoản cá nhân, chỉ còn những chi tiết cuối cùng trước khi thỏa thuận này thông qua. Varane cũng không gia hạn hợp đồng hết hạn vào tháng 6/2022 với Real Madrid, lý do là bởi trung vệ người Pháp muốn đón nhận một thử thách và trải nghiệm mới ở Premier League. Không có câu lạc bộ nào khác tham gia vào thương vụ này, chỉ mỗi Man United. Đáng chú ý, Varane sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề nào với Real Madrid hoặc phá vỡ một quan hệ với đội chủ sân Bernabeu. Nói cách khác, Varane tôn trọng chủ tịch Florentino Perez, hội đồng quản trị, huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các đồng đội tại Real Madrid. Romano xác nhận Varane sẽ tập luyện chăm chỉ ở đội bóng cho đến khi kênh cánh trắng đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Man United trong hè này. Như vậy có thể thấy thương vụ Varane chuyển tới khoác áo Man United sắp xảy ra. Với những dữ kiện do Romano đưa ra, Varane rõ ràng kiên quyết chuyển tới khoác áo Quỷ Đỏ ở phiên chợ hè năm nay. Daily Mail thì mạnh dạn khẳng định Man United và Real Madrid đã đạt thỏa thuận với mức giá 45 triệu euro. Thương vụ coi như sắp hoàn tất, có Varane, hàng thủ Man United hứa hẹn sẽ trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. MU tính hốt cùng hai trung vệ giỏi nhất La Liga. Theo Daily Mail, ngoài Raphael Varane, Man United còn tính mua Jude Koundé ngay kỳ chuyển nhượng hè này. Nguồn tin này cho biết thêm bên cạnh Quỷ Đỏ, còn có 3 đội bóng nữa cũng quan tâm đến hậu vệ của Sevilla là Chelsea, Tottenham và Real Madrid. Trong 4 đội bóng nhắm mua Jude Koundé, Real Madrid và Man United là hai đại diện muốn có tuyển thủ Pháp nhất. Lốp Ancot tính chiêu mộ Jude Koundé để tăng cường sức mạnh hàng thủ sau khi Ramos chia tay đội bóng và sắp tới gần như chắc chắn Varane sẽ ra đi. Trong khi đó, huấn luyện viên Solskjaer yêu cầu bánh đạo MU đưa cầu thủ đa năng này về Old Trafford có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ phải sau khi hậu tuyến của Quỷ Đỏ bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn ở trận thua QPR với tỷ số 2-4. Hợp đồng của Jude Koundé với Sevilla còn thời hạn đến hè 2024, đội bóng Tây Ban Nha được cho là sẵn sàng bán tuyển thủ Pháp với giá 56 triệu bảng. Được biết, Man United từng gửi đến Sevilla lời đề nghị chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi với giá 38 triệu bảng, nhưng đại diện La Liga đã từ chối thẳng thừng. Man City thưởng lớn cho Ruben Dias. Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, trung vệ Ruben Dias sẽ được Man City đàm phán nâng cấp hợp đồng. Trong những mùa giải vừa qua, trung vệ Ruben Dias chơi nổi bật trong áo Benfica. Anh được nhiều đội bóng quan tâm, cuối cùng Man City là đội có được chữ ký của cầu thủ người Bồ. Man xanh chấp nhận chi ra 64 triệu bảng cho thương vụ này. Cầu thủ sinh năm 1994 đã vượt qua Rooney để trở thành bàn hợp đồng kỷ lục của Man xanh. Ngôi sao người Bồ đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ khả năng của mình. Dias là một trong cầu thủ chơi tốt nhất của Man City ở mùa giải vừa qua. Anh là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Pep Guardiola ở vị trí trung vệ. Những đóng góp của cầu thủ này giúp đội chủ sân Etihad vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn. Anh được đánh giá là một trong trung vệ tốt nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, Dias sẽ được Man City đàm phán nâng cấp hợp đồng. Hợp đồng giữa Dias và Man City vẫn còn thời hạn đến năm 2024, song Man City muốn giữ chân cầu thủ này đến năm 2026. Mức lương mới của trung vệ người Bologna dự kiến sẽ được tăng gần gấp đôi, từ 94.000 euro một tuần lên 165.000 euro một tuần. Bản hợp đồng mới cùng với mức lương cao hơn cho thấy Man City trân trọng những đóng góp của Dias. Tuy nhiên, nếu so sánh với Kevin De Bruyne hay Raheem Sterling, mức lương ở bản hợp đồng mới của một cầu thủ sinh năm 1997 vẫn khá khiêm tốn. De Bruyne hiện đang nhận lương cao nhất ở sân Etihad với 350.000 bảng một tuần, trong khi đó tiền đạo người Anh nhận 300.000 bảng một tuần. Chelsea vỡ mộng tái hợp với Romelu Lukaku. Lãnh đạo Inter Milan khẳng định tiền đạo Lukaku không phải là cầu thủ để bán, ít nhất ở kỳ chuyển nhượng hè này. Theo các nguồn tin uy tín nhất ở Anh, mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Chelsea ở phiên chợ hè này là Erling Haaland của Dortmund.
Với huấn luyện viên Thomas Tuchel, tiền đạo người Na Uy được xem là mảnh ghép cuối cùng để ông hoàn thiện đội hình đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu cho The Blues. Tuy nhiên, Chelsea đang bế tắc vì Dortmund hết giá Haaland quá cao. Đội bóng vùng Ruhr đòi 150 triệu euro cho tuyển thủ Na Uy. Đây là số tiền rất lớn trong bối cảnh Covid-19, đặc biệt khi Chelsea đã chi hơn 250 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Bế tắc vụ Haaland, Chelsea đã chuyển hướng sang tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan, chân sút người Bỉ có giá rẻ hơn vào khoảng 110 triệu euro, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League và cũng từng khoác áo The Blues. Kể từ khi rời MU sang Inter Milan vào mùa hè 2019, Lukaku đã giữ được phong độ rất cao và ổn định. Mùa trước, anh ghi 24 bàn sau 36 trận, giúp Nazari lật đổ sự thống trị của Juventus để lên ngôi vô địch Serie A. Tuy nhiên, Chelsea coi như vỡ mộng tái ký Lukaku sau khi phát biểu của giám đốc điều hành BT Marotta. Chia sẻ trên Sport Mediaset, vị lãnh đạo của Inter Milan nói: "Về phía chúng tôi khẳng định rằng Lukaku không phải để bán. Cậu ấy là quân cờ quan trọng trên bàn cờ dành cho Simone Inzaghi. Thực tế, Inter Milan đã không phải chịu sức ép về tài chính sau khi họ bán hậu vệ phải Achraf Hakimi cho PSG với giá 70 triệu euro. Arsenal chốt giá bán tiền đạo Lacazette. Arsenal sẵn sàng bán Alexander Lacazette với mức phí 15 triệu bảng trong khi Hector Bellerin bay đến Inter Milan để hoàn tất một thương vụ chuyển nhượng. Huấn luyện viên Arteta đang tính toán thanh lý một vài cầu thủ hè này trong bối cảnh Arsenal cố gắng xây dựng lại sau mùa giải khó khăn ở Premier League. Dưới sự dẫn dắt của Arteta, Arsenal đã cán đích ở vị trí thứ 8 và không được tham dự giải đấu châu Âu lần đầu tiên sau 25 năm. Tiền đạo Lacazette là một trong cái tên nhiều khả năng bị đẩy đi. Arsenal sẽ dùng khoản tiền này để theo đuổi Tammy Abraham. Và theo tờ The Sun, Arsenal sẵn sàng bán Lacazette với giá chỉ 15 triệu bảng. Được biết, Chelsea ra giá bán Tammy Abraham tới 40 triệu bảng. Tiền đạo người Anh cũng đòi hỏi mức lương lên đến 120.000 bảng một tuần nếu chuyển đến Arsenal. Và sau khi thanh lý xong Lacazette, Arsenal sẽ có đủ ngân sách để thực hiện thương vụ này. Một cầu thủ khác đang trên đường rời khỏi Arsenal là hậu vệ cánh Bellerin. Cầu thủ này đang ở trong quá trình đàm phán với Inter Milan. Theo tờ Gazzetta dello Sport, người đại diện của Bellerin sẽ đến Inter Milan trong vài ngày tới để đàm phán và hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến San Siro. Bellerin đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Inter để thay thế Achraf Hakimi. Hậu vệ Hakimi đã chuyển đến PSG chỉ sau một năm thi đấu ở Serie A. Tuy vậy, quá trình đàm phán của anh với Inter đã gặp nhiều khó khăn trong những tuần gần đây. Arsenal muốn kèm điều khoản mua đứt vào một bản hợp đồng cho mượn và người đại diện của cầu thủ này đang cố gắng tìm ra tiếng nói chung cho tất cả các bên. Lộ ảnh nóng của Wayne Rooney với ba gái lạ bốc lửa. Wayne Rooney như đang ngồi trên đống lửa sau khi xuất hiện hình ảnh anh vui vẻ với ba phụ nữ trong hộp đêm và khách sạn. Cụ thể, trên mạng xã hội vào ngày hôm nay đã xuất hiện những hình ảnh Wayne Rooney đang ôm eo và thân mật trên bức bình thường với một phụ nữ tóc vàng bốc lửa trong hộp đêm China White ở Manchester. Theo tờ Daily Mail, vụ Wayne Rooney đi chơi đêm với các người đẹp diễn ra thứ Bảy vừa qua sau khi các quán bar ở Manchester được hoạt động trở lại sau một thời gian dài phải đóng cửa theo quy định phòng chống Covid-19. Ngoài bức ảnh trong hộp đêm China White, cư dân mạng còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh Wayne Rooney đang ngủ trong phòng một khách sạn, trong đó có hai phụ nữ bán khỏa thân nóng bỏng. Một trong hai cô gái này đã quay lại cảnh huấn luyện viên David Coty đang ngủ say bí tỉ, rồi sau đó tung chúng lên mạng xã hội. Theo The Sun, cô gái đã tịch tùng rồi vui vẻ với Wayne Rooney là người mẫu Taylor Rand và hai người bạn của cô này là Ellie Melvin và Brooke Morgan, tất cả cùng 21 tuổi. Cả ba đã úp mở cho biết đã trải qua một đêm không thể nào quên với huyền thoại của Mai Tức nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Về phía Wayne Rooney, huấn luyện viên người Anh đã hết sức lo lắng sau những bức ảnh nói trên xuất hiện trên mạng xã hội. Nhà cầm quân hiện dẫn dắt Derby County cho biết anh đã bị gài bẫy. Thông qua luật sư của mình, Rooney đã trình báo vụ việc và khiếu nại với cảnh sát Greater Manchester. Ngay sau khi vụ Rooney vui vẻ với gái đẹp nổ ra, phóng viên của Daily Mail đã liên hệ với luật sư của cựu tuyển thủ Anh và đại diện của câu lạc bộ Derby County. Tuy nhiên, tất cả đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về scandal này. Hiện tại, cảnh sát Greater Manchester đang mở cuộc điều tra nhằm sáng tỏ vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!